Âm Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, vẫn trong buổi sáng ngày 5 tháng 6 năm 2018, cửa hàng Âm Thanh Hạnh được đón anh Song, anh đến từ thành phố Hải Phòng. Vâng, anh về cửa hàng Âm Thanh Hạnh sắm cho mình một chiếc lọc. Vâng, chiếc lọc rất là đẹp. Chiếc lọc ADC. Vâng, có mã là SS115. Vâng. Rất là đẹp. Vâng, anh Song thì trước cũng có sắm của cửa hàng Âm Thanh Hạnh những cặp loa và những chiếc âm mi. Vâng, nay anh về cửa hàng Âm Thanh Hạnh sắm cho mình một chiếc lọc ADC. Vâng, mặt màu đen. Vâng, có mã là SS115. Vâng, tất cả các sản phẩm trước khi rời cửa hàng Âm Thanh Hạnh sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc được biết. Vâng, cửa hàng Âm Thanh Hạnh thì luôn cung cấp ra thị trường cho quý vị và các bạn bằng những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Vâng, cửa hàng thì luôn mang lại những uy tín và sự tin cậy cho quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc. Quý khách không về được với cửa hàng Âm Thanh Hạnh thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng để sở hữu cho mình những sản phẩm mà quý vị và các bạn yêu thích nhất. Vâng, mọi chi tiết về tất cả các sản phẩm bên Âm Thanh thì quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Hạnh theo 2 số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Quý vị và các bạn về theo địa chỉ của Âm Thanh Hạnh, trục đường 18, Hà Nội, Quảng Ninh, Uông Bí. Vâng, trung tâm Âm Thanh Hạnh và điện tử Quang Ngọc nằm trong cổng chợ số 3, Sao Đỏ. Vâng, cách trục đường 18 là 30m vào trong cổng chợ. Vâng, bên cửa hàng Thanh Hạnh thì còn rất nhiều các sản phẩm đang chờ những cuộc điện thoại của quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc. Vâng, Thanh Hạnh xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.